Hello, chào tất cả mọi người đang có mặt trên kênh của AS Mobile ngày hôm nay nha. Thì hôm nay mình sẽ nói về con nhân vật đó là Tây Thiên Đại Thánh Tây Du Ký truyện 1 tập 1 nha các bạn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ vào nhân vật nha các bạn. Thì các bạn hỏi là cái này sử dụng như thế nào? Đương nhiên các bạn bấm lên. Đầu tiên là các bạn phải vào phần cài đặt, sau đó các bạn vào phần điều khiển, sau đó các bạn bấm tùy chỉnh giao diện, sau đó các bạn có thấy cái nút này không? Đây, cái nút biến thành bụi cỏ đây. Thì cái nút này mình để ở gần bao lô nha các bạn, ở gần bao lô. Đây, mình để ở ngay khúc gần bao lô như thế này. Đó, để mà mỗi lần biến thì mình nhấp bằng tay trái cho nó dễ. Ok. Thì mình sẽ hạ màu nó xuống cũng được, không sao cả. Đó. Thì con tô còn không này nó có khả năng là biến thành bụi cỏ để mà ẩn mình nha các bạn. Thì đơn giản thôi các bạn đọc nè. Trong đây thì level 6 thì nó sẽ như thế nào. Level 6 thì thời gian hồi chiêu ngụy trang là 200 giây nha các bạn. Thời gian hồi chiêu ngụy trang là 200 giây. Thì còn level 1 thì bao nhiêu giây? Thì level 1 là 300 giây. 300 giây thì tương đương với bao nhiêu phút đó các bạn có thể là chia ra. Mình không biết. Đó, nói chung là mình không có biết. Ai bấm máy tính đi. Còn không thì thôi, cho mình ngu toán. Ok. Ok, đùa thôi. Và bây giờ thì mình sẽ vào một trận để mà test cho các bạn xem thì nó sẽ như thế nào. Cái con tôm không này rất là dễ, các bạn bấm vào cái nút biến hình là nó sẽ biến thôi. Rồi, bây giờ này, mình sẽ thử cho các bạn xem là đó, có thằng biến rồi nè các bạn, có thằng biến rồi nè. Nhưng mà khi các bạn biến á thì này, đây nè. Khi các bạn biến nè, tâm nó không ly vào nè các bạn. Tâm nó không ly vào cái thằng biến nha các bạn. Tâm nó không ly vào. Mình cũng không biết tại sao nữa. Không biết tại sao lại là khi mà bị nói chung là biến thành bụi cây thì tâm nó không có ly vào. Nhưng mà nếu như mà trong trận á thì có thể là sẽ bị ly vào nha các bạn, ly tâm vào. Có thể nha các bạn. Nói chung là cái này các bạn bị bắn là nó sẽ bị hiện nguyên hình thôi. Và bây giờ thì mình sẽ xuống xuống đây để mà test thử cho các bạn xem. Khi mà mình muốn test cho các bạn xem khi mà bị bắn hoặc là khi mà đang biến hình á, khi mà các bạn bị bắn á thì liệu rằng á có bắn trúng hay không, hoặc là tâm nó có ly vào mình hay không. Các bạn hãy chờ xem nhé. Ok, let's go. Mình sẽ tìm một cái thằng địch nào đó để cho nó bắn, sau đó là mình biến thành cái bụi cỏ. Liệu rằng nó có bắn được hay không đây. Mình nghĩ là tâm nó sẽ ly vào nha các bạn. Tâm sẽ ly vào tại vì những trận trước mình đã bắn rồi. Mình đã bắn rồi và mình đi ngang qua thằng địch bằng cái bụi cỏ và nó bắn mình sấp mặt luôn. Ok, thì với cái bộ trang phục như thế này thì cái đầu của con khỉ nó sẽ không bị không được che giáp nha các bạn. Không được che giáp. Nói chung là nó khá là tồi cho lắm. Và bây giờ mình sẽ tròn thử cho các bạn xem liệu rằng pha tròn của mình nó có thành công hay không đây. Mình sẽ kiếm một khẩu tiểu liên nè. Đó, sau đó là mình tròn bụi cỏ đi ngang qua nó thử coi nó có bắn không nha các bạn. Nào, đâu rồi, có ai không? Hello, subscribe để được đẹp trai nào. Có ai không? Chắc thì mình đang không mở loa nên là không thể nhận diện được là kẻ địch đang ở đâu. Đâu rồi nè. Nó bắn mình rồi nè. Ok. Nó bắn mình rồi các bạn ơi. Nó trên kia bắn mình rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ cho bụi cỏ đi ra nha các bạn. Nè, đi ra nè các bạn. Đâu rồi? Đậu xanh bắn đi. Đậu phộng. Bắn đi. À đây. À, nó không bắn, nó chưa bắn mình nha các bạn. Nó chưa bắn mình. Nó leo vào nhà chơi rồi. Thôi kệ nó đi. Mình phải làm sao mà nó phải nhìn mình và sau đó nó bắn mình. Thì lúc đó mới nguy hiểm. Mình cần một viên sọc gun. Sọc gun đâu ta? Có thằng dưới đây nè các bạn, có thằng trên đầu mình, có thằng dưới đây luôn.
Đây đây, nó trên kìa. Ok, mình sẽ hóa thành bụi cỏ để mà đi lên coi nó bắn được không. Ok. Ok, bắn đi nào. Bắn đi. Bắn đi. À, như vậy là hóa thành bụi cỏ sẽ không bắn được nha các bạn. Hèn gì nó không bắn. Đậu xanh, phải không ta? Em còn làm ở đó không ta? Đậu xanh, chuyện gì vậy? Khi mà mình hóa thành bụi cỏ nó không bắn mình các bạn. Thôi tu. What? Đậu xanh. Ok, theo như mình được biết thì khi mà hóa thành bụi cỏ thì sẽ không bắn được thì phải. Ok, ghi nhận điều này nha các bạn. Ok, và mình sẽ đợi thêm 300 giây nữa mình sẽ hóa thành bụi cỏ để mà đi troll kẻ địch. À, có thằng nè. Rồi xong. Lêu lêu. Yêu đuối. Lêu lêu. Vậy là khi mà hóa thành bụi cỏ là nó sẽ không bắn được hay là nó không biết ta? Đáng ra là mình theo như mình được biết thì hóa thành bụi cỏ sẽ bị bắn chết mà ta. Rồi nãy mình nói chung là mình có chơi vài trận với lại là bạn bè của mình. Thì khi mà hóa thành bụi cỏ sau đó là vẫn bị bắn bình thường mà. Đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Thao túc kỳ thiệt. Các bạn thấy tồn không không? Đội cái nón là thấy quéo rồi. Thấy hết muốn chơi luôn rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi kiếm một xíu máu. Hết bình máu rồi các bạn ơi. Các bạn xem clip thì nhớ bấm vào nút đăng ký màu đỏ để ủng hộ cho mình nha. Và đừng quên bấm vào nút like để được đẹp trai và nút chia sẻ để được đẹp gái nhé. Ok, tiếp tục thôi. Thì mình sẽ đi kiếm địch, đợi cho địch bắn mình, sau đó mình biến thành bụi cỏ để mà cho nó. Cái này hay à nha. Cực kỳ hay luôn. Và tới đây mình sẽ có những cái video làm về cái bụi cỏ này rất là nhiều. Nên là anh em nhớ anh em nhớ bật nút chuông ở trên kênh mình lên. Thì anh em nào là fan của mình thì đã đăng ký rồi mà quên bật nút chuông thì anh em nhớ bấm vào nút chuông để ủng hộ mình nha. Nhớ bấm vào nút chuông để ủng hộ cho AF Mobile được đẹp trai nha. Ok, thì bụi cỏ của mình sắp xong rồi. Thì khi các bạn sử dụng bụi cỏ thì các bạn phải đứng lên nha các bạn. Đứng lên mới sử dụng được, chạy nhanh không sử dụng được nha các bạn. Phải đứng, hoặc là đứng tại chỗ, hoặc là chạy chậm sử dụng cũng được nha. Đứng tại chỗ là sử dụng được, còn ngồi xuống hoặc nằm là không sử dụng được. Mình vẫn chưa biết là tới đây mình sẽ test rất là nhiều thứ. Nên là anh em nhớ bật chuông lên. Từ từ mình phải đợi cho bụi cỏ của mình xong đã. Thanh niên chạy đi đâu đây? Hello, nó đang bắn ai vậy ta? Bắn ai á? Dí ai á? Thao túc. Nó thấy mình chưa ta? Em đã thấy mình chưa? Ok, tiếp tục làm nhận giả đến từ vị trí của AS Mobile. Đậu xanh. Ở sau có xe nữa chứ. Ấy. Chưa biết. Lút đồ. Ok, và bây giờ chuẩn bị một pha giả làm bụi cỏ đến từ vị trí của mình nha các bạn. Ok. Gần xong rồi. Ok, xong rồi nha các bạn. Ok, mình sẽ chọt nó một viên. Rồi.
Rồi ok, mình sẽ chọn nó một viên rồi. Bây giờ thì mình sẽ biến thành bụi cỏ. Ơi, vẫn bị bắn các bạn ơi. Đậu xanh vẫn bị bắn. Bị bắn là nó mất cái bụi cỏ các bạn ơi. Đậu xanh, vậy cái thằng kia tại sao nó không bắn mình? Vẫn chưa hiểu lý do. Ôi, thanh niên làm gì đây? Thanh niên đậu xanh làm gì? Hello, subscribe. Trời ơi, lút đầy máu luôn. Như vậy là biến thành bụi cỏ vẫn bị bắn chết nha các bạn. Vẫn bị ly tâm vào nha. À, mình cũng không biết là có bị ly tâm vào hay không nữa. Tới đây thì mình sẽ làm clip hướng dẫn kỹ hơn nữa. Trời ơi, mất tầm rồi, đậu xanh. Như vậy là thêm 300 giây nữa, phải thêm 300 giây nữa thì mình mới có thể biến thêm một lần nữa rồi. Nói chung là phải đợi thôi các bạn. Đợi 5 phút nào, đậu phộng đó. 5 phút, trận đấu thì được co. Nếu như quy ra thì trận đấu, trong một cái trận đấu game Free Fire, nếu mà trận đấu cao nhất thì... Ôi! Trời, đậu phộng. Cái gì cũng từ từ thôi chứ đậu phộng. Có cái gì gấp đâu mà. Hết hồn, hú hồn, chìm mến. Ok, let's go. Tiếp tục thì mình sẽ đợi cái bụi cỏ. Chỉ còn 2 phút rưỡi nữa thôi thì cái bụi cỏ nó sẽ có rồi. Bây giờ tiếp tục thì mình sẽ dùng bụi cỏ. Rồi nãy là do nó bắn mình trước rồi, mình sẽ dùng bụi cỏ. Sau đó mình đi quơ quơ trước mặt nó. Liệu rằng nếu mà nó bắn trúng á, nếu mà nó có tâm bắn trúng á, thì như vậy là không được nha các bạn. Còn nếu mà nó không có tâm bắn trúng thì không sao cả. Nếu như mà khi mà bật nhắm lên mà vẫn nhắm vào cái bụi cỏ thì xem như là cái bụi cỏ nó chỉ là theo một cái thuộc dạng là hóa trang thôi, chứ nó không có né được đạn hay là né được cái sự ly tâm vào. Thì anh em cũng biết là cái sự ly tâm là cái gì rồi. Hoặc là Taret á, gọi là Taret vào người á. Thanh niên làm gì đây ta? À, bên đây có thằng nữa nè. Quăng thính xanh ở đây. Quăng thính xanh luôn, trời, đậu phộng. Kinh thế. Trời ơi, quăng bên kia một cái nữa kìa. Kinh chưa? Ông nội ma cà rồng này rồi nãy là giết rất là nhiều người nè các bạn. Giết cực kỳ nhiều luôn. Hello, subscribe. Giáp chống nổ luôn chứ, đậu xanh. Kinh thế. Ok, let's go. Cực kỳ nguy hiểm đến từ vị trí của Ad Mobile. Cháy. Lêu lêu. Lêu lêu. Đùa thôi.
Đậu xanh đùa thôi mà thanh niên làm gì kinh thế. Ok, rồi nãy biết vậy mình hóa thành bụi cỏ cho rồi. Đậu phộng. Nhảy bắn gì kinh thế. Lút đồ. Đậu xanh. Thề luôn á. Rồi có phóng lựu nè. Kinh thế. Trời ơi. Đạn phóng lựu đâu ra nhiều vậy. Trời ơi. Chuyện gì đây. Chuyện gì đến với AS Mobile đây. Trời ơi tin được không. Bắn nát giáp của tôi rồi. Đậu phộng. Đậu xanh. Thôi mình lấy cái đi giáp 3 nha các bạn. Tại vì giáp 4 của mình nó cũng bị banh rồi. Nên là mình lấy cái giáp 3. Rồi 27 người xem luôn. Trời ơi kinh vậy. À có thằng này các bạn. Bây giờ mình sẽ biến thành bụi cỏ nha các bạn. Ê hello. Ok biến thành bụi cỏ nè. Đấy nó không bắn được các bạn ơi. Không có tâm để nhắm nha các bạn. Ây da, bị KS từ đằng sau rồi. Kinh thế. Như vậy là biến thành bụi cỏ sẽ không có tâm để bắn nha các bạn. Các bạn nên lưu ý với mình điều này. Chạy. Cực kỳ nguy hiểm đến từ vị trí của Ad Mobile. Ok thì các bạn cũng đã thấy rồi đó. Thì khi mà biến thành bụi cỏ thì sẽ không có tâm để mà bắn vào. Mặc dù bắn vào vẫn được, nhưng mà sẽ không sẽ bị mất tâm nha các bạn. Sẽ bị mất tâm. Nên đây là một cái điều đặc biệt. Khi mà các bạn xem thì cũng các bạn cũng đã hiểu ra rồi. Hiểu ra vấn đề nó như thế nào. Lần đầu mình nghĩ là nó sẽ ghim tâm vào. Nhưng mà khi mà các bạn biến thành bụi cỏ thì địch nó sẽ không ghim tâm vào được nữa nha các bạn. Ok, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều nha. Bye bye. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem video của mình. Nhớ đăng ký kênh của mình và bật nút chuông lên để mỗi lần mình đăng video các bạn sẽ nhận được thông báo. Và đừng quên đăng ký kênh AS Mobile Streamer của mình và kênh AS Mobile Vlog nha các bạn. Vâng, và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.